Kuala Velox bị tiêm châu Phi khui chuyện khiến hai người đặc biệt tại Angola rung động, danh tính gây chấn động. Kuala Velox tên đầy đủ Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê tại Nghệ An. Anh chàng gần như là YouTuber Việt duy nhất review cuộc sống chân thực tại châu Phi thay vì một quốc gia sang chảnh nào đó. Kể từ khi sang nơi đây sinh sống và làm việc, chàng trai sinh năm 1997 là cái tên nhận về rất nhiều sự quan tâm. Những video của Quang Linh đều mang nét hài hước, dí dỏm, chia sẻ về các món ăn cũng như đời sống của con người dân bản địa khiến nhiều người thích thú. Đáng trân trọng hơn khi Quang Linh còn cùng nhóm bạn của mình thường xuyên góp tiền để mua các yếu phẩm, thức ăn, nước sạch, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi ở nơi anh sinh sống có công ăn việc làm, phát triển cộng đồng. Đặc biệt, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn rất nhiều người mong muốn ship Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên thành một đôi trai tài gái sắc, bởi cả hai đều có chung những hoạt động thiện nguyện, tính cách chân thành, giản dị và cởi mở. Tuy nhiên, mới đây, team châu Phi bất ngờ tiết lộ rằng không phải Thùy Tiên mà có đến hai người tại Angola rung động thực sự khi nghe Quang Linh. Thì ra hai người đặc biệt đó chính là Domingo và Fendi, hai nhân vật quen thuộc của Sếp Linh. Hai chàng trai này thường xuyên xuất hiện trong các livestream của nam YouTuber gốc Nghệ An. Đúng như chia sẻ, mỗi lần Quang Linh cất tiếng hát vàng, Domingo và Fendi lại lắc lư và chuyển động chiêu theo điệu nhạc. Đính kèm đoạn clip hai nhân vật rung động trước Sếp team châu Phi chú thích. Khi chủ tịch hát ai là người rung động, không ai khác chính là Domingo và Fendi. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều lắc đầu cho bài đăng hài hước của đồng đội Quang Linh. Bên cạnh đó cũng không ít người dành lời khen cho Domingo và Fendi vì dù không hiểu tiếng Việt nhưng cũng nhiệt tình lắc lư khiến khán giả thích thú. Được biết, hiện tại Quang Linh đang rục rịch hoàn thành những lịch trình chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến về Việt Nam. Đồng hành cùng anh chàng trong chuyến đi này là Lindo và bố con lôi con. Người dân đang vô cùng háo hức chờ ngày Quang Linh cùng team châu Phi khám phá vùng đất hình chữ S. Đầu năm 2023, các thành viên team châu Phi gồm Tiến Nguyễn, Hùng Cá Ca, Linh Philip và Anh Điệp đã về Việt Nam để đón Tết. Về phía Quang Linh, anh vẫn ở lại tại Angola để lo công việc. Tại Việt Nam, các thành viên team châu Phi không chỉ có dịp đoàn tụ với gia đình mà còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa tại quê nhà. Về phần Quang Linh, để giảm bớt nỗi nhớ quê hương, anh chàng trẻ đã chi cực khủng đón Tết tại Angola. Ngoài mua đồ ăn, dành một khu đất trống trang trí khu vui chơi, 9X cùng dùng các cây giả để trang trí thành các biểu tượng cây mai, cây đào, mang đậm nét phong cách Tết Việt. Ngoài ra, anh còn treo bao lì xì đỏ, mong năm mới gặp nhiều may mắn. Anh còn mua 150 thùng nước ngọt, 2.000 ổ bánh mì, số lượng lớn thịt dê để đãi khách và tổng số tiền đầu tư lên tới 100 triệu đồng. Thời gian qua, cuộc sống của Quang Linh Vlog và thành viên team châu Phi luôn nhận về sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt từ khi đầu tư vốn khủng vào trang trại 4,3 tỷ, mọi động thái của hiện tượng mạng gốc Nghệ An luôn trở thành chủ đề khiến nhiều người quan tâm. Ngoài từ thiện, anh còn giúp đỡ người dân châu Phi có việc làm, thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Trong một chia sẻ cùng báo chí, bạn trai tin đồn của Hoa hậu Thùy Tiên chơi lớn khi công bố sẽ dành toàn bộ số tiền lãi kiếm được từ trang trại để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, với bà con châu Phi, ngoài con Quang Linh như người nhà, họ còn vô cùng biết ơn khi liên tục nhận được sự giúp đỡ từ nam YouTuber. Hiện tại, sau hơn một tháng tại Việt Nam, các thành viên đã lần lượt quay trở lại bản làng châu Phi để tiếp tục công việc. Lần này, team châu Phi cũng hào hứng chào đón thêm thành viên mới gia nhập. Trong video, mọi người giới thiệu thành viên mới có tên Hưng nhưng chưa tiết lộ vị trí cụ thể mà anh sẽ đảm nhận. Anh em mình hôm nay đón thêm thành viên mới, anh Hưng, người sẽ đồng hành cùng anh em mình nhưng vị trí cụ thể thì chưa tiết lộ được. Việc mở rộng trang trại khiến cho công việc của Quang Linh và các thành viên team châu Phi thời gian qua khá vất vả. Có lẽ chính vì vậy, Quang Linh quyết định tuyển thêm thành viên để đồng hành cùng team.